hút thì sao? Máy hút thì đơn giản, nó như cái máy quạt á anh. Ví dụ như anh muốn tắt đèn đúng không? Tắt. Mà muốn hút thì hút. À, vậy là nó đang hút chứ đúng không? Nó hút đây. Ví dụ như anh nấu mà chiên xào quá thì anh bật số 3. Đúng không? Còn nấu mà nấu canh, nấu đồ nó bình thường thì bật số 1 cho nó êm. Đó, rồi còn cái này mình không có xài ống thì em hút thì cho nó ra đây. Nhưng mà nó có cái thang hoạt tính nó thử ở trong này rồi cho nên nó cũng giảm bớt rồi. Không tắt rồi đó, anh mở lên. Anh mở lên thì nồi này, ví dụ nồi này nấu thì anh kéo rồi nó lên nó nấu thôi. Tắt là nấu là xong rồi đó, hết rồi đó, hot nóng.